Người đặt nền móng cho đế chế Oyo có khả năng là Orion, hoàng tử út của vương quốc Ai Phệ Benin ngày nay. Lục địa đen không nổi tiếng là vùng đất của các đế chế nhưng, từ thế kỷ 17 đến 19, tại khu vực mà ngày nay là miền nam Nigeria Tây Phi, từng tồn tại một vương quốc cực kỳ lớn mạnh, đế chế Oyo. Và, người bảo vệ của đế chế này là đội quân kiêu dũng nhất kỵ binh Oyo. Đế chế thất thế, người đặt nền móng cho đế chế Oyo có khả năng là Orion, hoàng tử út của vương quốc Ai Phệ Benin ngày nay. Trong lịch sử châu Phi, Ai Phệ lừng danh là một trong các quốc gia được thành lập sớm nhất do người Yoruba xây dựng. Tư liệu về Orion rất ít, chỉ cho biết hoàng tử là con của cả vua Oduduwa lẫn đại tế Ti Ogun và một phụ nữ nô lệ, bị Ogun bắt sống trong chiến tranh. Truyền thuyết Yoruba kể, Orion có nước da hai màu, một nửa nâu như Ogun và nửa còn lại đen như Oduduwa. Tuy là út, hoàng tử được phong làm thái tử vì có sức mạnh hơn người và tài năng quân sự vượt trội. Khoảng năm 1190, thái tử Orion cùng một trong các hoàng huynh dẫn quân tấn công lên phía bắc, trừng phạt bộ lạc có thái độ bất kính với phụ vương Oduduwa. Tuy nhiên, thay vì đồng lòng nhất trí, giữa hai huynh đệ lại xảy ra bất hòa. Đội quân viễn chinh bị chia ra làm hai và quá nửa đi theo hoàng huynh của Orion. Với quân lực mỏng, Orion không thể tấn công kẻ thù và cũng không dám trở về Ai Phệ. Thái tử cứ dẫn những tùy tùng trung thành đi vô định, cuối cùng gặp được vùng đất trù phú bên bờ sông Mosi, một nhánh của sông Niger và quyết định dừng chân. Sau hai thế kỷ, khu định cư bé nhỏ do Orion thành lập đã được các đời sau của ông phát triển thành vương quốc hùng mạnh, đặt tên là đế chế Oyo. Đế chế này có vương đô là Oyon được bao quanh bởi bức tường đất vững chắc, cao giáo với 17 cổng thành. Bên trong Oyon có một cung điện khang trang và một khu chợ khổng lồ. Sau đó, đế chế Oyo bị người núp bản địa Nigeria công phá tường phòng thủ, chiếm vương đô và đoạt quyền. Vương thất Oyo phải dạt sang khu vực Bắc Benin lánh nạn. Kỵ binh đoạt quốc, suốt thời gian lưu vong, vương thất Oyo nung nấu quyết tâm lấy lại Oyon. Trong vương quốc Bogu Tây Bắc Nigeria và Bắc Benin ngày nay đồng ý cưu mang, họ vừa nhẫn nhục chịu lép vế vừa âm thầm tìm ngựa tuyển quân, bước đầu xây dựng lực lượng kỵ binh chưa từng có trên lục địa đen. Đối tượng tuyển mộ của kỵ binh Oyo là những trai trẻ khỏe mạnh, giàu tinh thần phục quốc. Tại các trại huấn luyện, họ được dạy sử dụng thuần thục kiếm, thương và khiên. Đế chế Oyo vốn có truyền thống quân sự quyết tử. Trên chiến trường, binh sĩ Oyo bất chấp tính mạng, chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng. Kỵ binh Oyo không chỉ kế thừa, mà còn nâng tinh thần quyết tử lên tầm cao mới. Họ tuyệt đối trung thành với vương thất Oyo, sẵn sàng tự sát nếu mất vua. Ngoài thông thạo vũ khí, kỵ binh Oyo còn được trang bị giáp. Trải qua các đợt huấn luyện và trận chiến nhỏ, họ tích lũy kinh nghiệm, cải thiện kỹ năng chiến đấu. 80 năm sau ngày mất nước, vương thất Oyo quay trở lại với đội quân kỵ mã hùng hậu. Người núp chưa bao giờ phải đối mặt với kẻ thù nào cường liệt và nhanh nhẹn đến thế, sớm bị đánh tan tác. Oba Ofinran, quốc vương kiêm lãnh đạo quân sự tối cao của Oyo kiêu dũng dẫn quân và dân lưu vong vào đất tổ, đổi tên nước thành Oyo Igboho và mở vương đô mới, đặt tên là Oyo. Dưới sự trị vì của Oba Ofinran, Oyo Igboho nhanh chóng giàu mạnh. Vì người núp vẫn còn ngấp nghé, vua Ofinran đẩy mạnh phát triển quân sự. Kỵ binh Oyo là lực lượng nòng cốt, tiếp tục tuyển mộ và luyện binh rầm rộ. Sau khi vua Ofinran băng hà, vua Egugozo nối ngôi càng quan tâm vấn đề quân sự hơn. Ông chinh phục khắp tứ phía, gần như chiếm trọn khu vực Yoruba lần rộng hơn 142.000 km². Vua Oropoto kế nhiệm vua Egugozo càng khát chiến. Ông đuổi cùng giết tận người núp, khiến họ suy bại đến mức không còn chút đe dọa nào tới Oyo Igboho. Đầu thế kỷ 17, Oyo Igboho xâm lược đế quốc Benin, Nigeria ngày nay nhưng thất bại. Dù vậy, họ thắng trận ở các nơi khác và lãnh thổ tiếp tục được mở rộng. Kiêu hùng và kết cục buồn. Thế kỷ 18, đế chế Oyo bước vào thời kỳ thịnh vượng nhất. Mọi nhà vua đều vô cùng thao lược, giỏi cả trị quốc lẫn đối ngoại. Người dân Oyo thì khéo buôn bán, giao tiếp, biến Oyo Igboho thành trung tâm thương mại xuyên Sahara. Mặt hàng nổi tiếng nhất của Oyo Igboho, tất nhiên, chính là ngựa. Sau ba thế kỷ, kỵ binh Oyo vẫn là lực lượng quân sự chính và ngựa, đặc biệt là những con ngựa chiến, vô cùng có giá. Bên cạnh phát triển thương mại, đế chế Oyo còn đánh thuế nặng các nước chư hầu. Vì lo ngại có nước phản kháng, họ tiếp tục mở rộng lực lượng kỵ binh Oyo, vừa thị uy vừa áp chế bằng vũ lực ngay lập tức nếu cần. Lãnh thổ Oyo nằm trong khu vực đất đai màu mỡ bậc nhất Bắc Phi, cung cấp điều kiện canh tác và chăn nuôi hoàn hảo. Cư dân của đế chế tha hồ nuôi ngựa, vừa xung quân vừa bán. Kỵ binh Oyo được chia thành hai hạng, nặng và nhẹ. Kỵ binh hạng nặng cưỡi ngựa nhập khẩu cao to, sử dụng vũ khí nặng và dài như giáo, kiếm. Kỵ binh hạng nhẹ thì cưỡi ngựa bản địa thấp bé, sử dụng đoàn côn, gậy ngắn, dao. Nhờ điều kiện kinh tế khá giả và nông nghiệp phát triển, dân số đế chế Oyo tăng trưởng đều đặn. Quân số kỵ binh Oyo liên tục được bổ sung. Trong thời buổi ít phải ra trận, họ trau chuốt diện mạo.
Đồng phục của kỵ binh Oyo nổi tiếng sặc sỡ, mũ giáp được trang trí công phu, áo giáp thiết kế đẹp, áo choàng dài đính phụ kiện. Đến cả ngựa chiến cũng được trang bị mũ giáp bảo vệ đầu và mũi, áo giáp bảo vệ thân. Chúng được làm bằng da hoặc kim loại, sơn khắc hoa văn tinh tế, lộng lẫy, đính nhiều trang sức giá trị và xinh đẹp. Thế kỷ 18, đế chế Oyo giáp tâm xâm lược vương quốc Dahomey, một phần của Benin ngày nay. Năm 1728, họ khai chiến với lực lượng kỵ binh Oyo đông áp đảo. Trước thời điểm này, kỵ binh Oyo hiếm khi chiến bại trên chiến trường nên các tướng lĩnh rất khinh địch. Họ tự tin dẫn quân lao vào trận địa của Dahomey. Không ngờ, binh sĩ Dahomey vốn không có chút tiếng tăm quân sự nào lại có súng. Họ bình tĩnh chờ kỵ binh Oyo tấn công và nhả đạn. Tiếng súng nổ làm ngựa chiến hoảng sợ, đứng sững lại hoặc chạy tán loạn. Vì không thể điều khiển ngựa xông trận, kỵ binh Oyo buộc phải chuyển đổi thành bộ binh, chấp nhận đánh giáp lá cả với súng của Dahomey. Sau 4 ngày, toàn quân suy kiệt gần hết. May sao, quân tiếp viện đã đến và xoay chuyển thế cục. Vương quốc Dahomey phải thúc thủ, chấp nhận làm chư hầu nhưng liên tiếp nổi dậy. Từ lúc này cho đến năm 1748, đế chế Oyo phải đàn áp Dahomey 11 lần, tổn thất vô số kỵ binh mới đổi lấy được sự khuất phục từ họ. Sự xuất hiện của súng đã bước đầu đặt dấu chấm hết cho kỵ mã. Từ các nước chư hầu đến các quốc gia ở xa đều nỗ lực trang bị súng, đối phó với kỵ binh Oyo. Thế kỷ 19, Oyo vẫn sử dụng kỵ binh trong các cuộc đàn áp và chinh phạt, nhưng không còn thu được kết quả như mong muốn. Trước họng súng, ngựa chỉ đơn giản là loài động vật bị áp chế bởi bản năng sợ tiếng nổ, trở thành điểm yếu chí mạng của nhà binh. Năm 1823, Dahomey nổi dậy. Đế chế Oyo lại phái kỵ binh đi đàn áp nhưng, lần này, họ thảm bại. Các bộ lạc chư hầu khác cũng lần lượt đứng lên giành lại độc lập. Càng ngày, lãnh thổ của Oyo càng bị thu hẹp và uy thế, quyền lực cũng mất mát theo. Thế kỷ 20 đầy súng đạn, kỵ binh Oyo chỉ còn trong những câu chuyện kể. Năm 1975, kịch gia Wo Soyinka, Nigeria, người sẽ trở thành chủ nhân Nobel văn học 1986, ra mắt vở kịch Cái chết và kỵ sĩ của vua Dead End King Horseman tái dựng đời thực của kỵ sĩ Oyo, lấy cảm hứng từ câu chuyện thật xảy ra vào năm 1940. Nhân vật chính của vở kịch này là Eleazar Oba, kỵ sĩ đắc lực nhất của một đế vương Oyo. Theo truyền thống Yoruba, khi nhà vua băng hà, kỵ sĩ đắc lực phải tự sát để bày tỏ lòng tận trung. Tín ngưỡng Yoruba tin rằng, linh hồn của người kỵ sĩ đắc lực sẽ trở thành kẻ dẫn đường, hộ tống linh hồn nhà vua sang thế giới bên kia. Oba có tinh thần kỵ sĩ Oyo, luôn sẵn sàng theo gót nhà vua của mình bất cứ lúc nào. Trong lúc ông đang tận dụng những phút còn lại để làm hết những gì muốn hoàn thành trước khi nhắm mắt, một người anh đã xuất hiện, can thiệp vào kế hoạch tự vẫn của ông bằng thái độ bất kính. Kết quả, Oba không thể hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng, bị dân chúng quở trách và làm ảnh hưởng tới danh tiếng của con trai đang theo học ngành y ở nước ngoài. Quá đau khổ, cuối cùng, ông vẫn tự sát dù biết linh hồn sẽ phải chịu đày ải dưới địa ngục vì chưa chọn trọng trách. Mục đích của kịch gia Soyinka trong Cái chết và kỵ sĩ của vua là làm sáng tỏ bản sắc kỵ binh Oyo. Ông thành công gây tiếng vang lớn trên toàn cầu, khiến thế giới phương Tây hiểu đúng hơn về văn hóa, phong tục Yoruba. Nigeria vô cùng biết ơn vở kịch của ông, đưa vào tài liệu giáo dục. Kết thúc của kỵ sĩ Oyo tuy buồn nhưng, sự tồn tại của họ là một phần đáng tự hào trong lịch sử Tây Phi, đáng được ghi nhận và ghi nhớ mãi mãi. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.